Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn bộ phim năm 2067. Phim kể về thế giới hoang tàn và sơ xác trong tương lai, khi mà nguồn cung cấp oxy từ 21% giảm xuống còn 3%, các loại động thực vật sống phụ thuộc vào oxy dần bị tuyệt chủng, ngay cả con người cũng không thể tránh được kiếp nạn này. Hầu hết mọi người chết vì thiếu oxy, phần nhỏ may mắn sống sót đều phải dựa vào một công ty oxy nhân tạo để duy trì nhịp thở bình thường, nhưng oxy này không phải là miễn phí, muốn sống phải trả tiền mua oxy. Nhân vật nam chính Oai và bạn thân Judy đều là công nhân bảo trì điện của công ty. Sau giờ làm việc, anh tặng vợ một chiếc mặt nạ dưỡng khí mới, nhưng chưa kịp vui mừng cô ấy đã nôn ra máu. Thì ra lâu nay vợ hít phải oxy tổng hợp công nghiệp đã dẫn đến sự đào thải trong cơ thể. Bây giờ cách duy nhất để giảm tình trạng bệnh là mua oxy chất lượng cao đắt tiền kia. Oxy tổng hợp cũng được chia làm nhiều loại. Loại oxy bình dân giá cả hợp lý, nhưng nó chứa nhiều tạp chất độc hại, thế nên dùng lâu cơ thể sẽ tự đào thải. Vì vậy Oai đã làm việc để kiếm tiền, chính là để có thể mua oxy tốt cho vợ, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Hôm đó Oai và Judy được quản lý gọi đến. Bà ấy nói với Oai, mặc dù con người có oxy tổng hợp để duy trì sự sống, nhưng sự đào thải oxy của cơ thể ngày càng trở nên tồi tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, oxy tổng hợp sẽ mất đi, con người sẽ chết. Họ muốn tìm ra một loại thuốc giải độc có thể chữa khỏi tình trạng đào thải oxy. Nói xong, bà ta đưa Oai đến trung tâm điều khiển. Bên trong có cỗ máy thời gian, nó được phát minh bởi cha của Oai. Ông ấy là một nhà khoa học vật lý lượng tử vĩ đại. Vào dịp sinh nhật lần thứ 9 của con trai, cha tặng cậu một chiếc vòng tay đặc biệt mà suốt đời không thể tháo ra được. Nó dính chặt tới mức chảy máu tay, nhưng không giải thích tác dụng, mà chỉ nói một ngày nào đó trong tương lai cậu ấy sẽ hiểu ông. Sau khi rời đi, mẹ đã gọi điện cho ông. Ông ta đã hẹn mẹ và Oai ở một địa điểm, sẽ nói hết cho hai mẹ con nghe. Nhưng khi trên đường đến, họ đã bị xã hội đen cướp. Chúng còn nhẫn tâm giết luôn bà mẹ, còn cậu thì được một người tên Judy cứu sống. Sau đó cha cũng biến mất không một dấu vết, cho đến nay sống chết chưa rõ. Vì thế Oai sống cùng Judy, hai người liền trở thành anh em chí cốt. Lại nói về cỗ máy thời gian này, 20 năm qua công ty luôn tìm kiếm một loại thuốc giải độc. Họ cố gắng sử dụng cỗ máy thời gian, gửi một chuỗi mã cầu cứu đến tương lai. Kết quả vào ngày này năm 2067, chiếc máy đã gửi về một đoạn tin nhắn, được dịch tạm ra từ 400 năm sau. Qua giải thích chuỗi mã đến từ tương lai này, nội dung chỉ có mấy chữ: hãy đưa Ethan Oai đến. Không một ai hiểu tại sao bên kia chỉ muốn Oai. Ít nhất có nó có thể giải thích 400 năm sau vẫn có người sống. Họ đã tìm ra phương pháp giải quyết việc cơ thể tự đào thải oxy. Vì vậy Ziller hy vọng Oai có thể xuyên không đến 400 năm sau, lấy thuốc giải độc về cứu vợ và cả thế giới. Nhưng Oai đã từ chối. Trước tiên là việc điều khiển cỗ máy thời gian, công nghệ hiện tại chưa thể điều hành nó ổn định, nên chỉ có đi mà không thể trở lại. Quan trọng là anh ấy không muốn bỏ lại người vợ, cô ấy đang mang căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi vợ biết chuyện liền khuyên anh đi, là một cô giáo đã chứng kiến học sinh của mình chết bởi vì cơ thể đào thải oxy tổng hợp. Vì vậy bất kể là ai, Oai đều lên đi. Judy cũng thuyết phục nam chính thử xem sao. Anh cũng biết rõ cho dù oxy tổng hợp tốt hơn đến đâu thì cũng chỉ là giảm bệnh tình của vợ. Đến phút chót, Oai cũng quyết định cho cuộc hành trình. Đến trung tâm điều khiển, Ziller đã chuẩn bị sẵn hai bộ quần áo bảo hộ. Bà ta nói với anh, mỗi lần vượt thời gian cần rất nhiều năng lượng, vì thế cơ hội chỉ có hạn. Hãy nhớ là xuyên đến 400 năm sau nhé, và mang thuốc giải độc trở về cứu nhân loại. Sau đó đưa cho Oai một chiếc điện thoại iPhone 15, bởi vì nó có thể dẫn đường và điều khiển hệ thống, và sử dụng cỗ máy để truyền tín hiệu về trung tâm điều khiển. Oai dặn dò Judy, nếu như anh không thể quay lại hãy chăm sóc vợ anh. Nói xong liền bước vào cỗ máy thời gian. Sau đó là một sự mơ hồ, những trận rung lắc liên hồi cứ như chơi đồ thấy tiên cảnh, từ trên không trung ngã xuống mặt đất. May mắn có quần áo bảo hộ nên anh vẫn bất tử và thành công du hành được đến 400 năm sau. Đập vào mũi anh chính là oxy tự nhiên mà anh chưa từng được hít. Sau khi hít lo cái mũi, anh lập tức liên hệ với bên trung tâm, nhưng không thấy ai trả lời. Định dùng điện thoại di động để dẫn đường, nhưng cũng chả có tín hiệu của Viettel. Cuối cùng anh ấy đã sử dụng từ trường của trái đất, mới phát hiện ra gần đó có một căn cứ. Đến cổng, Oai nhìn thấy một bộ hài cốt đầu trúng đạn. Anh kiểm tra bảng tên của người đã khuất, bên trên lại chính là tên của mình, khiến anh sợ hãi vô cùng. Nhưng rồi Oai đã kìm chế được nỗi sợ, tìm kiếm đồ vật trên bộ xương khô, phát hiện ra cũng có một con iPhone 15 và chiếc vòng tay, chỉ khác là nó đã chuyển sang màu xanh, có lẽ nó là anh của quá khứ chăng? Để tìm ra lý do mà mình bị bắn chết, anh kích hoạt chiếc điện thoại trên người đã chết, nhưng lại không lên nguồn, chỉ còn đúng một đoạn ghi âm đứt quãng. Màn đêm buông xuống, anh hái tạm vài quả dại để ăn chống đói, nhưng một lúc sau anh đã nôn ra hết, chắc chắn là chùm quả kia có độc. Sau đó có một chùm sáng trên trời rơi xuống thì bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, Oai đã thấy anh bạn Judy đã ở đây. Thì ra dấu hiệu sống của anh được truyền về trung tâm, cho thấy anh bị trúng độc nặng nên họ đã cử Judy đến hỗ trợ, đem theo thuốc giải độc đến để cứu anh. Sáng hôm sau, nam chính dẫn bạn đi xem bộ xương khô, nhưng Judy không tin là người kia chính là Oai. Anh cũng khuyên nam chính không nên suy nghĩ, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là tìm ra thuốc giải. Ngay đó họ dùng điện thoại di động tìm được lối vào của căn cứ, cổng tự động nhận dạng anh liền mở ra. Sau khi bước vào, anh nhìn thấy một chiếc máy tính đang ở chế độ chờ. Trong khi cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,
thì máy tính yêu cầu oai ấn vô để kích hoạt. Anh vừa ấn thì chiếc vòng trên tay anh lại phản ứng. Sau đó toàn bộ đèn của căn phòng được bật sáng. Cả hai vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ở ngay trong phòng thí nghiệm của Ziller. Ngay đó là chiếc máy dịch chuyển thời gian. Nam chính cố gắng truy cập vào hệ thống dữ liệu của công ty. Bỗng hình ảnh người cha của oai xuất hiện. Thì ra chính ông ấy mới là người đã thiết kế ra chiếc máy. Trong lần đầu thí nghiệm cỗ máy, ông đã phát hiện ra rằng vào năm 2074 trái đất dường như đã phục hồi, bởi vì tín hiệu phản hồi về mặt độ oxy năm đó rất an toàn. Cùng với tín hiệu đó có kèm theo tín hiệu nữa, hãy gửi Ethan Oai đến, khiến cho Richard rất ngạc nhiên. Khi ai đó đang cố gọi cho con trai mình, mọi chuyện diễn ra thật sự khó hiểu. Đúng lúc này hệ thống của phòng thí nghiệm chỗ Oai bị mất điện, lõi hạt nhân cấp nguồn điện đã bị hỏng. Thế nên cổng thông tin không thể kết nối đến năm 2067. Judy phát hiện đồng hồ của cỗ máy vẫn đang hoạt động. Nếu họ không kịp thời cung cấp năng lượng, thì sẽ có một vụ nổ hạt nhân xảy ra. Nếu lõi hạt nhân được phục hồi kịp thời, bọn họ sẽ có 30 giây để trở về năm 2067. Cứ thế hai anh em bắt đầu tìm đường đi tìm lõi hạt nhân để sửa chữa năng lượng cho máy. Cả hai đi vào rừng sau một hồi tìm kiếm. Bọn họ đã tìm thấy thành phố, nhưng nó giống như một nơi hoang tàn với cây cối bám chằng chịt. Tiến sâu vào bên trong, trước mắt họ là rất nhiều bộ xương người nằm rải rác khắp nơi. Oai còn nhìn thấy xác của vợ, điều đó đã khiến cho anh ấy mất bình tĩnh, không thể kìm nén được cảm xúc thật. Ngay lúc đó nam chính chỉ muốn quay về với vợ. Nhìn thấy bạn mình kích động, Judy cố gắng động viên, có lẽ theo cách này có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, không ai còn chịu đau khổ. Câu nói này khiến cho Oai nhớ lại câu nói trong máy ghi âm. Anh ấy nhận ra trong đó chính là giọng của Judy. Judy nghe thấy đoạn ghi âm cũng giật mình, liền rút súng ra chĩa vào bạn thân. Anh ấy rất hoảng loạn vì sao mình điện thoại phát ra giọng nói. Sau một hồi bình tâm, Judy đã thu súng về và yêu cầu nam chính cùng mình xuống đường hầm. Anh đầu lòi cố gắng ổn định bộ tuyến nguồn, nhưng lại không thành công. Thế nên hệ thống sau đó liền sơ tán nguồn dịch vụ. Ý kiến của nam chính cần đóng điện bằng tay không? Không suy nghĩ nhiều, Oai đẩy Judy ra bên ngoài. Còn một mình ở lại chấp nhận hy sinh vì nhân loại. Trong tình trạng thiếu đi oxy, nam chính cố gắng đi tới đóng điện, rồi sau đó ngã gục xuống dưới đất. May mắn hệ thống điện đã khôi phục lại. Judy phá cửa xông vào cứu Oai. Thế là ông cụ non vẫn sống nhăn răng. Cả hai quay trở về phòng thí nghiệm. Cỗ máy thời gian báo hiệu còn 37 phút để kích hoạt quá trình. Nam chính đột nhiên phát hiện ra một cánh cửa. Mở nó ra, anh phát hiện ra cái xác của mình lúc nãy. Anh hoảng sợ và lo lắng khi làm tất cả mọi thứ mà cái xác vẫn nằm đó. Phải chăng định mệnh đã an bài kết cục của mọi người? Vì thế mà không khí trở nên căng thẳng tột độ. Khi anh ấy và Judy đã xảy ra tranh cãi, nam chính cho rằng bạn thân còn có mục đích khác tới đây. Sau đó Oai đã nhốt Judy vào một căn phòng, rồi đăng nhập vào một hệ thống. Hình ảnh người cha lại hiện ra một lần nữa. Ở cái đêm định mệnh mà mẹ của anh bị sát hại, Richard ở phòng thí nghiệm này. Ông ấy nói yêu Oai rất nhiều. Lúc này bà Ziller và Judy đã đến gặp Richard. Ông ấy phát hiện ra mục đích của bà ta không phải tìm phương thuốc cứu nhân loại, mà chính là trốn thoát. Richard không đồng ý với hành động này. Đạo đức của ông không cho phép. Ông đã khóa hệ thống, và chỉ có gen của Oai mới có thể kích hoạt cỗ máy ở thời gian khác. Nghe đến đây, bà Ziller nổi giận liền rút súng bắn chết Richard. Sau đó ra lệnh cho Judy bảo vệ Oai lúc đó. Ethan Oai giờ đây đã biết tất cả sự thật. Chính Judy và Ziller đã giết cả gia đình mình. Anh đã lao vào Judy với ý định ăn tươi nuốt sống. Sau đó anh định phá cỗ máy nhanh không thành công. Lúc này anh đầu lòi liền tấn công nam chính. Oai nói rất thất vọng vì đã quá tin tưởng anh, làm cho Judy chứng lại và cảm thấy hối hận, nên hắn đã dùng chính mình mà tự sát. Lúc này ở năm 2067, Ziller đã chuẩn bị cho người đến thế giới mới. Ethan Oai đứng trước quyết định quan trọng, cuối cùng anh đã chọn theo lương tâm của mình. Anh đã gửi bằng chứng giết người của bà Ziller về năm 2067. Ngoài ra anh còn gửi loài cây thực vật đã tuyệt chủng về, với mong muốn con người học cách nhân giống chúng. Sau đó nam chính phá hủy luôn cỗ máy thời gian. Cũng chính anh ấy là người đã gửi đoạn tin nhắn, hãy đưa Ethan Oai đến đây ở quá khứ. Nhưng điều nuối tiếc nhất chính là anh sẽ không bao giờ gặp được vợ. Anh gửi tặng cho cô một bông hoa ly màu tím. Còn anh ở lại tương lai và không thấy cái xác mình đâu. Có vẻ như con người ở quá khứ đã cải thiện được trái đất. Một thành phố hiện đại và xinh đẹp từ từ xuất hiện. Nhân loại và trái đất một lần nữa được tái sinh. Bộ phim đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ ấn đăng ký để ủng hộ mình nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!